nhờ tất cả mọi người cùng đi vào lễ nhà thờ, đi lễ. Lâu lắm rồi mình mới đi lễ lại đó mọi người ơi. Từ khi lấy chồng mình đã bỏ đã bỏ nhà thờ theo trai. Ừ thì không, ý con nói là từ khi mình lấy chồng là mình đã bỏ nhà thờ theo trai. Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Mọi người ơi, mọi người có biết là mình đang đi đâu không? Đang đi nhà thờ để rửa tội cho em bé. Rửa tội lần đầu. Ok, bây giờ mình với mọi người đi vào trong. Ở ngoài lễ đường nha. Mùa thu đẹp. Các bạn xem giờ gió nó bay mọi người nghe. Mình sẽ tắt cái máy nha bạn. Đúng rồi. Đi mình cho nọ lại đá trên kia. Đón nhận con vào cùng đoàn nước Chúa. Sau đó cha mẹ mình đỡ đầu quy yêu thánh giá cho con. Và Teresa, Alisa, nhân danh cùng đoàn nước yêu thánh giá đón nhận con vào nhà của Chúa.
cha má và người đỡ đầu cũng ghi nhớ nhắc cho con. Teresa, Thánh Teresa, Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, giờ đây cha xiết dầu trên ngực của cháu nhỏ. Xin Chúa Giêsu Kitô bước vào cuộc sống, Chúa Giêsu Kitô bước vào cuộc sống chúng ta, phá tan quyền lực của sự dữ, của bóng tối, của sự chết, biến tâm hồn chúng ta thành đền thờ ở nơi đó. Gieo vãi lời của Chúa và Thánh Thần sẽ là đấng làm đầy đủ cuộc sống. Giờ đây cha sẽ xin dầu trên ngực của em. Bánh thánh. Đây là lễ ăn bánh thánh các bạn. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa trên thế gian để xua đuổi quyền lực ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người để giải thoát khỏi tối tăm và ánh sáng kỳ diệu của nước Chúa. Chúng con này xin Chúa làm cho những em nhỏ này đây sau khi khỏi tội nguyên tổ để trở thành đền thờ vinh quang của Chúa, và xin Chúa Thánh Thần ngự giữa trong em nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Giêsu Kitô cứu thế ban sức mạnh của Người cho con để biểu hiện bên đấy cho sức dầu cứu rỗi cho con trong cuộc của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và đấng hằng sống làm trị muôn đời. Amen. Oh, sức dầu quá. Một hồi bằng nghi lễ thập đen. Chúa Giêsu Kitô bảo ông ta phải rửa tội bằng nước qua. Chúa Giêsu Kitô bảo tông đồ giảng dạy muôn dân và ai tin chỉ rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con là Thánh Thần. Rửa tội bằng nước và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì thế giờ đến con xin Chúa chúc lành trên nước sẽ đổ trên đầu các con. Cứ dùng mọi quyền phép của Chúa, mọi chức để dẫn đưa con vào nhà của Chúa như nước tẩy sạch, rửa sạch trong tâm hồn, trong thể xác qua quyền lực sức mạnh của Chúa. Xin quyền năng của Thánh Thần khiến con đổ trên nước này. Xin sức mạnh của Chúa trở thành nguồn lực và phát sinh cuộc sống chúng con, dẫn đường con vào cuộc sống mới. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta đem cháu nhỏ tiên xưng đức tin của chúng ta cho cháu nhỏ và chúng ta hứa sẽ sống đức tin đó cho con cái của mình. Giờ đây tất cả cộng đoàn ta cùng đứng lên, ta tuyên xưng lại đức tin của chúng ta và cùng với ba má và người đỡ đầu của em nhỏ này, chúng ta hứa sẽ giúp em nhỏ sống niềm tin mà chúng ta tin theo. Để được sống tự do làm con cái của Chúa, anh em có từ bỏ rồi ở đâu? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Anh em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đức tạo thành trời đất không? Anh em có tin kính Kitô con một Thiên Chúa cho chúng ta xin bởi Thiên Chúa Maria đã chịu cội? Con thuộc về giáo hội của Đức Chúa và mang danh Đức Giêsu Kitô. Con là con cái của Chúa, con là con của Vua Trời. Con có thể nhân danh Chúa Giêsu Kitô cầu nguyện với Thiên Chúa như là Cha, cầu nguyện cho chính mình, cho mọi người thân yêu của mình và cầu nguyện hợp lực với tất cả những người tin theo nơi Chúa. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã tái sinh con bởi nước và Thánh Thần và đã giải thoát con khỏi tội lỗi. Chính Ngài sức dầu cứu rỗi cho con để khi nhập đàn với dân của người con mãi mãi là chi thể của Đức Kitô là tư thế. Anh Trí. Thành cầu với Thiên Chúa cho chính mình và cho người khác. Là tiên tri, là những người nghe lời của Thiên Chúa, sống lời của Chúa và rồi giao truyền những lời đó cho người khác. Là vương đế, con là con trời, con trường đế, con mãi mãi sống muôn đời trong nhà nước của Chúa. Hôm nay các cháu đều mặc áo trắng, áo trắng. Chúng con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tiết vị của các con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, các con đã mang nó mãi tìm truyền để đến cõi trường sinh.
Hãy lãnh nhận lấy ánh sáng của Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và đỡ đầu, ánh sáng này được trao cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho em nhỏ đây đã được Chúa Kitô soi sáng, luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, các em được ra nghênh đón người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Và giờ thì chúng ta xin cầu nguyện cho, xin cái chúc lành cho ba má và người đỡ đầu. Này Chúa, con cảm tạ Chúa, chúng con được sinh ra trong mái ấm gia đình, chúng con có con cái, con dâng con cái của con trong tay của Chúa. Như Chúa yêu thương chúng con mến thương con chúng con. Chúa muốn con được mọi sự lành, được cứu độ, chúng con cũng xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho con cái chúng con trên cuộc sống. Chúng con xin Chúa với niềm cảm tạ lời khen qua thất thánh, khẩn cầu xin ban ơn lành cho gia đình chúng con. Amen. Bây giờ đây chúng ta cùng để cùng với nhau trong lời nguyện chung của giáo đoàn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chọn đường. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nghèo khó, những kẻ bị giam cầm, những người lưu đày, để họ được Chúa nâng đỡ mỗi an. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người còn đang sống trong lo âu, nghi ngờ. Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu nguyện cho các vị đang nắm giữ quyền bính trong giáo hội và xã hội, để họ được Thiên Chúa phù trì và soi dẫn những hành động của họ. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả chúng ta đang tụ họp trong thánh lễ này, để chúng ta sống hòa bình và bác ái với mọi người. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho hai em Teresa Alisa và Paulo Trevin vừa được biết tích rửa tội. Chúng ta cũng chúc lành cho cha mẹ đỡ đầu và đặc biệt chúc lành cho cha mẹ của các em đã được rửa tội hôm nay, để họ được khuyến khích dạy dỗ các em được trở nên nhân chứng cho ơn thánh của người trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa, Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con qua tay Đức Trinh Nữ Maria, qua các thánh tử đại Việt Nam, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Sau khi làm lễ xong á thì mọi người cùng tranh thủ chụp hình với em bé là mọi người. Nào. Đó, mọi người thấy không? Đây, rồi những thợ nhiếp ảnh già đây, đó. Huy.